Thảo rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị các bạn đang xem kênh ABC Family Feng Shui Vlog của Thảo nha. Chúc cả nhà luôn dồi dào sức khỏe và bình an. Hôm nay Thảo muốn chia sẻ đến cùng cả nhà cách kho cá mòi với cà con lại bổ dưỡng. Cách làm thì cũng khá là đơn giản. Khi kho xong thì cá nó giữ được nguyên dáng nè. Tuy là con cá nó nhỏ và xương bên trong thì nó đã mềm rục. Vị mặn ngọt vừa ăn, màu sắc của nước kho khá là đẹp, rất là hao cơm. Các bạn sẽ hài lòng khi làm thử cái công thức này của Thảo. Ngay bây giờ đây, Thảo mời cả nhà và bếp làm món cá mòi kho cà cùng với Thảo nha. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem video. Đây là những nguyên liệu để làm nên nồi cá kho cà. Thảo sử dụng 2 kg cá mòi đã làm sẵn. Loại cá mòi này là loại nhỏ và Thảo đã rửa thật là sạch và rửa qua nước giấm, nước muối và lấy hết gân máu trong cái bụng cá mòi luôn và rất là sạch. Và bây giờ Thảo sẽ đi cắt hành. Hành lá thì các bạn sử dụng bao nhiêu là tùy. Và đây là một củ tỏi, Thảo lột vỏ và băm nhuyễn. Và bắt một cái chảo cho dầu vào và cho cái phần tỏi băm lúc nãy cho vào chảo rồi mình xào đều, xào cho đến khi nào tỏi vừa vàng tới. Sử dụng một củ hành tây, nửa củ thì sắc mỏng và nửa củ kia thì sắc hạt lựu. Sử dụng 9 trái cà, cà ra từng miếng và từng miếng vừa ăn chứ đừng có mỏng quá và đừng dày quá. Những trái cà còn lại cũng cắt tương tự như vậy. Sử dụng 4 trái ớt và cắt khúc nhỏ, bạn có thể tùy chỉnh ít nhiều nha. Thảo qua ướp cá, Thảo cho vào là củ hành và bây giờ là cho vào 2 muỗng canh nước mắm. Và tiếp theo là Thảo sử dụng là 1/3 muỗng canh muối và 1 muỗng canh bột nêm, nửa muỗng cà phê tiêu, cho phân nửa cái tỏi phi vàng vào trong cá. Bây giờ trộn đều cá lên và mình ướp cá ở đây khoảng tầm 30 phút. Nếu các bạn có thời gian thì các bạn ướp nhiều hơn nha. Bây giờ Thảo xếp cà vào trong nồi. Cà một lớp như vậy thì tránh cho việc mình kho cá nó sẽ bị khét ở dưới đáy nồi. Rải hành lá một lớp và tới hành tây và ớt, kế đến Thảo xếp cá một lớp và các bạn có thể xếp theo kiểu các bạn nha. Thông thường thì mình xếp cá như thế nào cũng được, tại vì Thảo làm video muốn chia sẻ đến các bạn xem cho vui, phần lạ mắt. Và bây giờ Thảo sẽ xếp thêm một lớp cà và cứ tiếp tục như vậy, xếp hết lớp cà này tới lớp cá khác và cứ như thế đến hết cá và cà thôi. Cá xong, Thảo cho vào một lớp cà bằm nhuyễn, hành tây và hành lá. Chừa lại hành lá để sau mình trang trí cho nồi cá. Tỏi còn lại phân nửa và giờ Thảo cho cái nước cá vào và xào đều. Thảo cho vào thêm là sốt cà chua để tạo màu cho nồi cá. Cà nhiều như vậy nhưng mà khi mình nấu ra rồi thì cà nó không có đủ lên màu đẹp. Thảo cho 7 muỗng canh nước mắm. Để sử dụng nước mắm nào cũng được, không cần nước mắm ngon đâu. Lần mình bỏ gia vị vào thì mình sẽ khuấy nhẹ nhẹ như vậy một ít rồi mình sẽ bỏ cái khác vào. Bây giờ Thảo cho vào là 1 muỗng canh bột nêm, vào là 2 muỗng canh cà phê đường, cũng khuấy đều cho tất cả hòa vào nhau. Thảo cho vào là 1000ml nước. Mình nấu đường với các nguyên liệu gia vị này cho nó sôi lên rồi mình bắt xuống. Mình sẽ đổ trực tiếp vào trong cá. Đổ sốt nóng vào nó giúp cho cá giảm mùi tanh cá. Khi mà mình kho nước lạnh trực tiếp nó sẽ dễ làm cho cá tanh lắm. Mình đổ nước cao hơn mí cá một chút như vậy, khi mà mình nấu trong khoảng thời gian dài thì nó rút xuống là vừa. Nồi cá và nấu lửa trung bình, nấu 30 phút. Sau 30 phút Thảo trở lại thì nồi cá nó đã sôi lên rồi.
và nó cũng đã có bọt. Vậy thì Thảo sẽ vớt hết cái phần bọt có trong nồi. Tiếp tục đậy nồi nắp cá lại. Cá từ 60 phút đến 90 phút ở lửa nhỏ. Cá nó nhỏ cho nên Thảo nấu khoảng thời gian này là vừa rồi. Xương cá nó sẽ mềm rục. Trở lại nồi cá sau 90 phút, đúng là 1 tiếng rưỡi đó. Các bạn xem nè, nồi nước cá rất là ngon, con cá tuy nhỏ nhưng mà nó không có bị vỡ. Con cá nó cứng, màu sắc cũng lên đẹp. Các bạn kho cá mồi loại lớn gấp đôi, gấp ba lần thì các bạn cứ tăng cái thời gian kho lên một chút xíu. Cỡ nào thì cá nó cũng rục, và quan trọng là cá nó không bị vỡ, nó vẫn giữ nguyên dáng. Cái công thức nấu cá mồi kho cà này ăn rất là ngon, bảo đảm với các bạn luôn. Màu cá lên màu rất là đẹp, do nhờ có cái tương cà đó các bạn. Cá kho mình không thể ăn hết một lần, cho nên các bạn phải trừ hao cái độ mặn ngọt, cái phần trọng lượng nước, ăn phải hâm đi hâm lại nữa đó các bạn. Bây giờ Thảo sẽ múc cá ra dĩa và cho hành lá và ớt mình trang trí. À, ăn với cá mồi kho cà này, Thảo ăn kèm là rau má. Các bạn có thể ăn bất cứ loại rau nào các bạn thích, nó không có kén rau. Công thức của Thảo cho ra nồi cá mồi, màu sắc đẹp, cá giữ nguyên dáng, xương thì nó rụt bên trong, vị mặn ngọt vừa phải, là hao cơm. Video làm cá mồi kho cà của Thảo đến đây xin tạm dừng. Thảo cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi video. Nếu thấy thích video thì đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem ủng hộ Thảo nhé. Cả nhà luôn dồi dào sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.